Tổng hợp tin tức giáo hội từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 1 năm 2021. Đức Thánh Cha ban hành sứ điệp ngày Thế giới truyền giáo năm 2021. Sứ điệp được ban hành ngày 29 tháng 1 với chủ đề: Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Sẽ được cử hành vào ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 10. Đức Thánh Cha mở đầu sứ điệp với lời khẳng định: Một cảm nghiệm về sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa thể hiện qua các màu nhiệm thể hiện trong đời sống cá nhân và đời sống cộng đoàn cần được chia sẻ và loan báo, đó là điều tất yếu. Điều này mời gọi mỗi người tích cực tham gia vào sứ vụ truyền giáo. Từ kinh nghiệm của các tông đồ được sống và chứng kiến đời sống sứ mạng của Chúa, Đức Thanh Cha khẳng định, tình yêu thúc đẩy mỗi người chia sẻ tin vui tuyệt vời nhất. Chúng tôi đã gặp đấng Messia. Ngài cũng nhấn mạnh, ngày nay chúng ta cũng có thể chạm vào xác thịt đau khổ và vinh quang của Chúa Kitô trong lịch sử hàng ngày và tìm thấy can đảm để chia sẻ với tất cả mọi người một số phận hy vọng, niềm xác tín rằng Chúa luôn đồng hành với chúng ta. Vatican giảm dần tài trợ cho các lãnh thổ truyền giáo Đầu tháng 1 năm nay, Bộ Loan Báo tin mừng cho các dân tộc đã gửi một lá thư tới các giám mục của khoảng 1.100 lãnh thổ truyền giáo thuộc quyền tài phán của Thánh Bộ, trong đó có Việt Nam, thông báo về việc giảm dần hỗ trợ tài chính mà các vùng truyền giáo thường xuyên nhận được từ Vatican đức tổng giám mục giampiero dantoso đồng tổng thư ký của thánh bộ và chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo nhấn mạnh rằng nếu có những giáo phận hay giám mục có thể hoạt động dựa vào nguồn lực của chính họ thì họ có thể từ chối nhận phần của mình và nhường cơ hội cho các giáo phận khác những giáo phận nghèo nhất có thể nhận được nhiều hơn vatican có truyền thống hỗ trợ cho các lãnh thổ truyền giáo này thông qua quỹ liên đới hoàn vũ của các hội giáo hoàng truyền giáo Nguồn thu nhập chính của quỹ này là cuộc lạc quyên vào ngày Chúa Nhật truyền giáo được cử hành vào tháng 10 hàng năm. Kinh chiều cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Vào lúc 5 giờ 30 ngày 25 tháng 1, lễ thánh Phaolô tông đồ trở lại, Đức Hồng Y Cút Khốc, chủ tịch hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã cử hành giờ kinh chiều 2, kết thúc tuần cầu nguyện lần thứ 54 cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Sau bài đọc lời Chúa, Đức Hồng Y Khốc đã đọc bài giảng đã được Đức Thánh Cha soạn trước. Bài giảng mới đầu với câu trích tin mừng theo Thánh Doan đoạn 15 câu 9 Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Đức Thánh Cha nhắc nhớ tất cả các kỳ hữu, những người đã chịu phép rửa, đều được tháp nhập vào thân cây nho này như những cảnh nho. Ngài mời gọi các tín hữu nhìn sự hiệp nhất ở nhiều cấp độ và hình dung sự hiệp nhất được tạo thành từ ba vòng tròn đồng tâm. Vòng thứ nhất vòng trong cùng là ở lại trong Chúa Giêsu. Vòng thứ hai là vòng của sự hiệp nhất với các Kitô hữu. Vòng thứ ba của sự hiệp nhất, vòng lớn nhất là toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu xin Chúa Thánh Thần giúp để biết chia sẻ cuộc sống với tất cả anh chị em trong nhân loại, đặc biệt nơi những người nghèo nhất và thiếu thốn nhất. Đồng thời, xin người giúp để biết ý thức chăm sóc ngôi nhà chung. Thư của Bộ Đời Sống Thánh Hiến gửi những người sống đời Thánh Hiến hướng đến ngày đời sống thanh hiến ngày mùng hai tháng 2 sắp đến đức huy giàu prade avis tổng trưởng bộ đời sống thanh hiến gửi thư đến tất cả những người nam nữ sống đời thanh hiến và mời gọi họ cùng nhau hành động làm sống lại trong lòng mọi người một lòng khao khát phổ quát về tình huynh đệ mở đầu bức thư ngài gợi nhớ về căn tính được thiên chúa kêu gọi trong đời sống thanh hiến là chứng tá của tình yêu thiên chúa cho mọi người vốn được chiếu sáng bằng nhiều cách khác nhau ngài bày tỏ sự hiệp thông và liên đới đối với nhiều cộng đoàn và các tu sĩ đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn đại dịch đồng thời kêu gọi tiếp tục dấn thân và mở ra với những người đau khổ trên thế giới này trong tỉnh huynh đệ ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng tinh thần của thông điệp fratelli tutti của đức thánh cha vào đời sống cá nhân và đời sống cộng đoàn thánh hiến thông điệp này là quà tặng quý giá cho mọi hình thức đời sống thánh hiến cho dù còn nhiều vết thương nơi tỉnh huynh đệ vẫn có thể tìm thấy trong đó những cội rễ ngôn sứ. Sau cùng, Ngài phó thác mọi người sống đời thánh hiến trong bàn tay của mẹ Maria. Công bố bài hát chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon Ngày 27 tháng 1, các nhà tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon năm 2023 đã công bố bài hát chủ đề của sự kiện. Bài hát có tựa đề Noa", tạm dịch là một nhịp hối hả mời gọi người trẻ đồng hóa mình với Đức Trinh Nữ Maria. Bài hát được sáng tác lấy cảm hứng từ chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisbon năm 2023. Đức Maria trỗi dậy và mau mắn lên đường. Một câu trích từ tin mừng Thánh Luca mô tả Đức Maria đi thăm viếng người chị họ Elizabeth sau biến cố truyền tin. Giai điệu của bài hát được sáng tác bởi thầy giáo Pedro Ferreira, còn lời được viết bởi cha Giao Paulo Pa, một linh mục dùng âm nhạc như phương thế loan báo tin mừng cả hai người đều thuộc giáo phận compra ở miền trung bồ đào nha các nhà tổ chức đã công bố hai phiên bản của bài hát một phiên bản hoàn toàn bằng tiếng bồ đào nha một phiên bản khác là phiên bản quốc tế kết hợp năm ngôn ngữ bồ đào nha anh tây ban nha pháp và ý các giám mục hoa kỳ kêu gọi tổng thống biden loại bỏ quyền phá thai sau tuyên bố của tổng thống joe biden về việc ủng hộ phá thai hợp pháp Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã nhanh chóng phản ứng với tuyên bố này. Ngày 22 tháng 1, đức tổng giám mục Joseph Naumann của Kansas City, chủ tịch ủy ban ủng hộ sự sống nói rằng không có tổng thống nào của Hoa Kỳ lại nên bảo vệ việc chối bỏ quyền sống của những đứa trẻ chưa chào đời. Ngài lên tiếng mạnh mẽ: "Chúng tôi đặc biệt kêu gọi tổng thống loại bỏ việc phá thai và thúc đẩy việc hỗ trợ bảo vệ sự sống cho phụ nữ và các cộng đồng nghèo." Đức tổng giám mục Naumann nhấn mạnh giáo huấn của giáo hội về phá thai. Từ thế kỷ thứ nhất, giáo hội đã khẳng định sự ác về luân lý của mọi trường hợp phá thai cố tình. Giáo huấn này không thay đổi và không thể thay đổi.